Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đưa ra yêu cầu trong tháng 3 dứt khoát thu giấy phép nếu không áp dụng hóa đơn điện tử xăng dầu. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu trong tháng 3 này nếu các cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử thì dứt khoát thu giấy phép. Thủ tướng cũng lưu ý kiên quyết không để thiếu điện xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, tập trung triển khai các công trình truyền tải điện, phát điện. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu, công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đối với lĩnh vực xăng dầu, nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác quản lý thuế, ngăn ngừa các hành vi vi phạm gian lận trốn chốn thuế, chống thất thu thuế. Trước đó, thống kê của Bộ Tài chính cho thấy tính đến Đến ngày 26 tháng 2, toàn quốc đã có hơn 7.500 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định, tăng hơn 5.800 cửa hàng so với thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023.